tranh giành vật chất rồi không hay biết gì hết, thế rồi tới già, tới bệnh rồi tới vô là thiếu, rồi đi về đâu? Thì chúng ta không biết đi về đâu hết. Thì Đức Phật thương mới chỉ có môn tịnh độ này. Đi về cõi trời, cõi Phật thì không đi được đâu. Quý vị biết là thánh nhập lưu, thánh nhất vãng lai, thánh bất lai không về cõi Phật A-di-đà được nếu không có sự tiếp dẫn của A-di-đà. Thế mà chúng ta chỉ người trời, chúng ta phát nguyện A-di-đà ơi tiếp dẫn là chúng ta về cõi Phật. Một người về cõi Phật là một người thành Như Lai. Thành ra chúng ta thấy thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba mà không phát nguyện không về được. Mà chúng ta người trời phát nguyện vẫn về. Thành ra tôi thấy pháp môn tịnh độ rất là thù thắng trong thời mạt pháp này. Quý vị phải nắm vững ba nguyện: 18, 19 và 20. 18 là tu thuần tịnh độ. Trước khi chết mà niệm từ một câu nhớ Phật A Di Đà cho tới 10 câu. Mà tắt thở mà không giảng sanh, ta nguyện không thành chánh đẳng chánh giác. Phát tạng tỳ kheo từ chối quả Phật. Nếu quý vị chết hít vô không thở ra mà nhớ Phật một câu thôi cho tới 10 câu mà không giảng sanh, ngài nguyện không thành Phật. Dễ quá phải không? Dễ không? Hít vô không thở ra nhớ A Di Đà là về cõi Phật rồi. Nhưng mà khó chỗ nào tôi đố quý vị biết. Khi quý vị đau nhức nhối, quý vị có nhớ tới Phật được không? Tập ngay bây giờ đi. Quý vị đau nhức cái đầu, đau cái răng, đau cái bụng. Ví dụ ôm bụng đau quá thì đứa con nói mẹ niệm Phật đi, mẹ mẹ đừng nhớ cái đau. Nói mày nhiều chuyện, tao đau muốn chết cha đi mà mày biểu tao niệm Phật, làm sao tao nhớ Phật được? Nhớ cái đau thôi. Nó đau quá xá thì làm sao nhớ Phật? Bây giờ về tập nha. Bữa nào nhức đầu đau cái bụng quá sáng, ôm bụng thì đừng có nhớ tới cái đau, nhớ tới Phật thôi. Làm có được không? Mà chết quý vị nên nhớ đau gấp cả trăm cả ngàn lần cái đau hồi lúc còn sống. Tôi ở đó coi cái này tôi nói ôi vậy thì giả sanh dễ ợt. Nhưng mà nhớ lại không dễ. Một khi mình nhức đầu mình đau cái bụng mà để nhớ Phật đừng có nhớ cái đau mà thấy là khó lắm. Huống khi trước khi chết ngũ quẩn phân ly tứ đại đã rồi, nhất là những người bệnh ung thư, nó đau vô cùng, đau tới la trời la đất. Mình làm sao mà nhớ niệm Phật mà không nhớ niệm Phật giả sanh không? Đó. Chỉ hơi thở cuối cùng. Thành ra phải tập ngay bây giờ. Nếu quý vị niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm, quý vị không có tập trung nổi đâu. Đau nhất quý vị nhớ đau nhất. Chừng nào mà khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, quý vị có thể làm được. Phải muốn niệm là có tiếng từ trong linh hồn nó phát ra. Thì người này định lực mạnh đó. Người này đau nhất có thể nhớ tiếng niệm Phật mà không nhớ tới cái đó, thì người này có thể giảng sanh. Còn nếu nhờ ban hội niệm nữa thì giảng sanh cao hơn nữa. Thay vì hạ phẩm trung sanh, có thể đi tới hạ phẩm thượng sanh, có thể qua trung phẩm luôn. Tôi đi khai thị tôi thấy có một ông đó qua trung phẩm. Hôm mới tôi có 3-4 năm chết rồi mấy ngàn hộ một xá lỗi. Cư sĩ mà vậy đó. Chỉ có cái niềm tin ở tôi, ở Phật A Di Đà.